Tất cả các anh chị yêu Lan ạ, và phiên hôm nay là phiên ngày 11 tháng 7 năm 2024, cũng là phiên cuối tuần. Thì em Nhung xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị có một ngày cuối tuần, một ngày kỳ nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Và ngày hôm nay thì em shop em lại tiếp tục cập bến thêm rất là nhiều những mẫu hàng hoa mới, và em xin phép là lên cho anh chị clip để giới thiệu cho anh chị đến sản phẩm này. Và ngoài cung cấp hoa lan thì nhà em có bán thêm cả phân thuốc anh chị ơi. Hôm nay thì hàng về rất là nhiều loại anh chị ạ. Trong quá trình tư vấn phân thuốc hoa lan thì mọi người có thể xem bọn em vào cái cuối clip nhé. Em sẽ báo giá cho anh chị toàn bộ những sản phẩm phân thuốc nhà em có. Và hôm nay thì cũng có giảm giá thanh lý nhiều mặt hàng. Đây anh chị nhìn cho em này, nhà em thì ở Gia Lộc, Hải Dương. Các anh chị mà có điều kiện thì có thể ghé qua cửa hàng em để lựa chọn mua sắm cho anh chị những sản phẩm nhiều nhất. Và ngoài ra thì nhà em có bán cả máy tưới lan. Đấy, máy tưới lan thì cũng như mọi người đã biết rồi, đến năm nay là năm thứ 5 nhà em duy trì cái bộ sản phẩm máy tưới lan này rồi. Rất là nhiều anh chị sử dụng nó với độ bền rất là cao. Và nhà em thì khi mà bán máy tưới lan thì có cái chương trình bảo hành cho anh chị là mua máy tưới lan được bảo hành trong vòng 3 tháng đầu tiên nhá. Nếu mà anh chị bị lỗi thì sẽ được đổi trả và không hoàn toàn không mất một tí chi phí nào. Và toàn bộ các linh kiện này đã được lắp ráp đầy đủ rồi, về chỉ việc cắm điện và sử dụng thôi ạ. Và báo giá bộ sản phẩm máy tưới lan, bộ 10m là 480, bộ 15m là 530 và bộ 20m là 580.000 nhá. Và đừng có chương trình là miễn phí ship toàn quốc trong cái dịp mùa hè này. Anh chị nhanh tay để sở hữu đến một bộ máy tưới lan, tiết kiệm được thời gian cũng như công sức của mình, bởi vì cái bộ này nó còn có cái tác dụng là tưới cả phân thuốc nữa, rất là dễ sử dụng. Và bây giờ thì em sẽ không để anh chị đợi chờ lâu nữa thì đi luôn vào những sản phẩm hoa lan trong ngày hôm nay luôn ạ. Trước mặt mọi người đây là một lô hồ điệp mãn đỏ cherry ạ. Cái dòng này là mẫu mới và cái hoa của nó rất là tươi nhá. Độ bền của dòng này kéo dài từ 3 đến 4 thậm chí là 5 tháng ạ. Nó cũng là thuộc dòng mãn thiên hồng và bông của nó tươi tắn hơn, rất là đẹp. Đấy ạ, và tình trạng cây anh chị nhìn cho em này, cái lá của nó này rất là tuyệt vời luôn. Đây mọi người, đây có thậm chí là có cả những cây lá tròn lá ngắn như thế này anh chị nhá. Lá tròn lá ngắn. Cũng có cây thì cây to thì lá nó sẽ dài hơn. Còn nếu mà cây nào nó nhỏ thì lá nó sẽ ngắn hơn nhé, giống như kiểu trâu mít và trâu bình thường ấy, trâu lá dài đấy ạ. Và hôm nay thì cái chậu cái lô mãn đỏ cherry này nhà em tiếp tục về lô mới nhá. Và hàng này thì em bán toàn bộ cho anh chị ít nhất từ 2 ngồng nụ trở lên. Ví dụ như cũng có cây này là cây 3 ngồng nụ này. Đấy, nhưng mà em bán cho anh chị ít nhất từ 2 ngồng nụ để cho anh chị dễ, bọn em dễ nhặt nhá. Đây ví dụ như đây là 2 ngồng nụ này. Và giá hôm nay so với thời điểm Tết nó rẻ hơn cực kỳ là nhiều đấy. Hàng này hôm nay chỉ có 60k một chậu, so với giá thành Tết nó rẻ hơn tận 30 đến 35.000 một cây. 60k một chậu. Và anh chị ơi, hôm nay là hàng mới về, em sẽ để cho anh chị chương trình ưu đãi là mua 5 chậu em đã miễn ship rồi nhá. Bình thường là phải mua 10 chậu, nhưng hôm nay cũng là nhân dịp cuối tuần thì em sẽ bán cho anh chị là 5 chậu là 300.000 em sẽ miễn ship. Và anh chị nào hôm nay mua 10 chậu em tặng, sẵn sàng tặng thêm cho anh chị một chậu nữa. Đấy, một hộ chương trình phải nói là ưu đãi nhất từ trước đến giờ đối với những dòng hồ điệp này. Hồ điệp mãn đỏ cherry nhá. Mọi người nhớ này, 5 chậu miễn ship, 10 chậu tặng thêm một chậu, và tất nhiên là vẫn sẽ được miễn ship rồi. Giá là 60k một chậu nhá. Cái lô này phải nói là đẹp xuất sắc anh chị ạ, cây đẹp lắm anh chị ạ, lá đanh khỏe ơi là khỏe, và bộ rễ của nó thì cực kỳ là khỏe khoắn luôn. Đó, hàng mới về thêm đấy anh chị ơi, tranh thủ đi ạ. Nhiều lúc thì hàng về đẹp mà không nhanh là hết hàng luôn đấy. Đẹp ơi là đẹp luôn. Kiều Vung Lục Bắc ạ. Kiều Lục Bắc thì nó là cái dòng rất là nổi tiếng, và như mọi năm thì em bán thưởng vào dịp Tết nhiều hơn so với thời điểm bây giờ. Và hôm nay thì cái vườn này nó xuất sớm hơn thì anh chị mua cái đợt này là giá thành nó rất là mềm nha anh chị nhé. Đây cái mặt hoa của Kiều Lục Bắc này, cái dòng này đã không hoa thôi ạ, sai hoa cực kỳ luôn. Hoa của nó là màu trắng họng vàng, sai bông. Đấy, người ta gọi là đẹp như làng Kiều là như vậy đấy ạ. Hôm nay thì em chia sẻ anh chị những cái hình này là những cái hàng thuần rồi, và về anh chị thì treo và chơi thôi. Kiều hôm nay thì em sẽ ưu đãi cho anh chị như thế này. Anh chị nào mua hôm nay 3 chậu kiều em sẽ miễn ship cho anh chị nhé. 3 chậu kiều. Đấy. Chọn 3 chậu kiều bất kỳ em sẽ miễn ship này. Mẹ ghi mã cho con mấy. Mã này là mã số 1 kiều nhá. Em ký hiệu đây là K1 này. Đây anh chị nhìn cho em này. Ngày trước mà mua theo giống, mua theo hàng kg đã đắt tuổi hỗn hồ, đây là mỗi chậu thuần rồi. Thân tơ rất là nhiều, thân cao, thân mập. Đấy. Tết nó phải 300 hơn một cái bảng này. Giò này giò số 1 này, mầm nhiều em để cho anh chị với giá là 210.000 đồng nhá. Đấy, vừa bán vừa tặng. Mã số 1 này. Mã số 2 này, chậu to chưa? Trời ơi. To nhiều thân chưa? 220.000 ạ, 220.000. Mã số 2. Đây mẹ. Mã số 2 Kiều Lục Bắc này 220 này. Mã K3 Kiều Lục Bắc ạ. K3 này. Chậu này cái lá ở rừng nó hơi sâu siêu một tí, nhưng mà chậu này rất là nhiều thân.
Để cho anh chị chọn này 200k, mã K3 200k. Mua rẻ hơn là mua anh chị mua hàng rừng. Bây giờ mua hàng rừng anh chị chỉ mua kiểu Lào thôi. Kiểu Lào thì thân rất là ngắn, chứ không kiểu Lục Bắc đâu. Mã K4 này. Wow, chọn này to đùng nhá anh chị nhá. Chọn này 250.000, to đùng luôn. 250, mã K4. Mã K5 kiểu Lục Bắc. To, mập, khỏe, dài. 230, mã K5. Mã K6 ạ. 180.000. 180. Đây mầm tơ cũng nhiều. Mã K6. Mã K7 200k. 200k. Nhiều thân tơ chưa? Tất nhiên là hàng rừng nó sẽ cao, có cả thân tơ thân già rồi. Mã K8 ạ. Ui, chỗ này thân này nó phải mập bằng ngón chân cái luôn ạ. Chỗ này chất lượng là kỳ luôn. 220.000. Mã K8 220, thật to lắm. Thật to mập bằng ngón chân cái. Nó nặng mà nó phải chữ thôi, K8. Mã K9 này. Mã này rất là nhiều mầm luôn. Đây cho 210.000 nốt này, mã K9 này. Mầm tơ rất là nhiều, 210. Đây tổng cộng có 9 mã kiểu Lục Bắc nhá, kiểu vuông. Hoang hồng ạ. Một trong những sản phẩm bông của nó thì sai hoa mà cây của nó rất là đẹp, cây mẹ bồng cây con, nó chính là cây hỏa hoàng hồng. Mọi khi thì em có những dòng hỏa hoàng cam thì cây nó khá là bé nhá, riêng cái cây hỏa hồng hồng thì nó rất là sai hoa mà cây của nó lại còn to cao rất là đẹp. Hôm nay thì em xin phép chia sẻ cho anh chị một con hỏa hoàng hồng đẹp như thế này. Với giá là 150.000 một con thôi. 150.000 con và cây mẹ bồng cây con ạ. Này, chiều dài cây nó phải rơi tầm 2 gang rưỡi đến 3 gang tay của em rồi. Cây lá xếp tất cả đều có con nhé. Hàng này cái bộ rễ của nó rễ gió cũng rất là dài. Hồ điệp thơm của Thái Lan ạ. Dòng này thì hoa của nó bông siêu to luôn. Và hoa của nó cực kỳ đẹp anh chị nhá. Hoa thơm. Tại vì người ta gọi là dòng hồ điệp thơm là dòng chơi về hương, bông hoa đẹp và sưu tầm. Đấy, hôm nay thì em sẽ có những cái màu như sau. Hiện tại là có 4 màu cho anh chị nhá. Lô trước thì em nhập của những nhà vườn nhưng người ta không có phân màu cho mình đâu, nên là màu nó xổ số. Còn ngày hôm nay thì những cái màu này đã phân loại hết rồi. Đây là mã 09 này, mọi người nhìn cho em nhé. Mã 09 này là một cái màu đỏ đốm này. Mã 08 là cái màu tím đốm. Đây là chỉ là bông bói thôi. Bông bói thôi mọi người nhé. Ôi chết rồi. Đây là bông bói thôi chứ không phải là bông nở chính đâu. Tại vì nở chính nó sẽ còn sai hoa, nó còn rất là nhiều hoa cơ. Đây mã 08 này. Mã này hết rồi. Mã 04 là màu tím đậm này. Mã 04 này. Và mã 07 là màu cam đốm. Đây cả nhà nhìn cho em có 4 mã như thế. Và bây giờ tình trạng cây như thế nào thì em sẽ quay cho anh chị. Và loại này thì em sẽ bán cho anh chị với giá như sau. Thứ nhất là những cái cây đơn như thế này, này. Em bán cho anh chị với giá là 160.000 đồng một chậu. Còn những cây mẹ con cây đôi này là giá là 200.000 đồng một chậu. Đây là những cái cây đôi nhá, không phải là màu nào cũng có cây đôi đâu. Mỗi màu nó điểm có một vài cây đôi, còn đâu đa phần là cây đơn. Đây là màu 07 này. Đây là màu 04 này. Cứ cây đôi là 200. Còn anh chị nào mua 3 chậu này em sẽ miễn ship nhá. Hôm nay mua 3 chậu. Đây là mã 08 này. Đấy. Tất cả những mã vừa rồi em đã cho anh chị xem màn hoa rồi. Và anh chị thích cái màu nào thì anh chị cứ chọn thôi. Mua 3 chậu là em miễn ship rồi ạ. Sang bên đây một cái dòng hàng VIP nữa mà anh chị chắc chắn với anh chị là nhiều anh chị chưa biết đến dòng này đâu ạ. Đó chính là cây hồ điệp trăm hoa Philippines. Cái dòng này là hàng sưu tầm nhá. Bởi vì giá nó là một cái dòng giá trị cao đây, hoa của nó này. Thường người ta cái loại này người ta sẽ gấp bảng dớn như thế này anh chị ơi. Và một cây hoa của nó phân ra rất là nhiều nhánh và cho ra rất là nhiều bông hoa. Và lý do tại sao người ta gọi là hồ điệp trăm hoa Philippines là như vậy đấy anh chị ạ. Đấy, cây của nó đây. Thực tế cây đấy nha anh chị nhá. Hoa nó sai lắm ạ. Năm nay nó là cái dòng hàng hồ điệp hot nhất năm nay đấy anh chị, Philippines này. Hôm nay thì em có 4 chậu cho anh chị sưu tầm thôi. Cái hàng này cây của nó vân lá rất là đẹp. Dòng này anh chị về tháo bầu ra và ghép lên trên bảng dướn cho em. Cây phát triển cực kỳ là khỏe mạnh. Và hôm nay em chia sẻ cho anh chị một chậu hồ điệp Philippines này với giá là 330.000 đồng một chậu nhá. 330 thôi. Cái này thị trường mà những cái cây mà nhiều cặp lá như thế này họ bán từ 400 đến hơn 450 đấy ạ. Em thanh lý cho anh chị một combo 3 chậu này gọi là Zaza Mini ạ anh chị ơi. 3 chậu Zaza Mini. Cái hàng này thực tế là hàng nhà em thuần rồi. Và tuy nhiên thì nếu anh chị mà cảm thấy là thuần chậu anh chị không thích thì anh chị có thể ghép lên gỗ hoặc lên cây. Loại này dễ trồng lắm và hoa rất là siêng. Và 3 chậu này thì em sẽ bán combo cho anh chị thanh lý cả 3 chậu với giá là 130.000 cả 3 chậu nhá. Đấy, cái này là trước rồi bán 80.000 một chậu ấy. Hôm nay thanh lý 130 3 chậu. Vừa bán vừa tặng. Đen đô xuân mặt hoa sổ số đây.
Đấy, cái loại mà vừa rồi em không có phần được bản hoa thì vừa này người ta bán sổ số. Nhưng đa phần sổ số em thấy nó hay ra màu tím hơn. Còn nhiều ngoài ra thì nó cũng có cả những cái mặt hoa khác nữa. Và chậu này là chậu số 1 này. Chậu này, toàn bộ hàng này là hàng em bán Tết năm ngoái. Và nó ra hoa xong thì bây giờ nó lại lên mầm. Chậu này thì em để cho anh chị với giá là 90.000 thôi nhá, 90k. Mã số 2 này, mã số 2 thì to hơn, đẹp hơn. Mã số 2 cây to đẹp hơn này. Mã này để cho anh chị 130.000, to lắm anh chị ạ. To tướng luôn, 130. Và bên đây thì em sẽ thanh lý cho anh chị đến cái lô đen rô xuân nhà em. Thì trong cái bảng đen rô xuân thì nó rất là nhiều mặt hoa, không phải lúc nào mà nhà vườn người ta cũng phân loại mặt hoa cho mình đâu ạ. Và ngày hôm nay thì em có những cái chậu đen rô xuân này có phân được mặt hoa rồi nhá. Và nó cũng là những cái mặt hoa gọi là nó gọi là mặt hoa đẹp thì người ta mới phân loại, còn đâu những mặt hoa mà thông thường ấy thì thường người ta sẽ bán sang cái hàng sổ số thôi. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị mấy mặt hoa như sau, số lượng còn ít nên em sẽ giảm giá trực tiếp trên cái cây lô ngày hôm nay. Chứ mà mọi người, đây là lô vàng tuyền này anh chị ơi. Cái bông vàng tuyền đây anh chị ơi, bông hoa của nó màu rất là đẹp nhá. Chậu đẹp nhiều thân. Và bây giờ thì cây của nó em thấy là nhiều cây đang cũng đã thắt ngọn rồi, cũng có cây thì vẫn tiếp tục đang đi ngọn. Và chậu này chậu nhiều thân thì hôm nay em giảm giá anh chị có 130.000 thôi. Trước cái này cũng phải rơi tầm 170-180. Đây 130. Sang bên đây ạ, sang bên đây thì em còn hai chậu. Chậu này là chậu trắng ruby. Cả nhà đã chơi cái dòng trắng ruby này từ bao giờ đây ạ? Trước đây thì nó là cái dòng chơi theo thân thôi, bởi vì cái dòng này thì nó đắt tiền. Đây ạ, trắng ruby nhá, hoa trắng tinh. Đấy, sai bông lắm anh chị ơi. Và cả nhà nhìn cho em này, cây của nó, tình trạng cây rất là đẹp nhá. Không phải là hàng thanh lý mà hàng cuối hàng xấu đâu, mà đây là những cái chậu còn ít thì em mới giảm giá thôi. Hai cái chậu ruby trắng này thì em bán cho anh chị 250. Giá ban đầu em mới nhập về là em bán 300. Hôm nay em xả cho anh chị 250.000 đồng một chậu. Có những chậu do vận chuyển bị vỡ cái chậu này về anh chị trồng lại cho em nhé. Tất cả loại này thì về vẫn phải sang chậu trồng lại cho nó đẹp. Tiếp theo loại thứ ba nữa đó chính là cây vàng kim cương, hay người ta gọi là vàng họng đỏ nhé. Cả nhà nhìn cho em cái bông hoa của nó này. Cái này là hoa của nó sai lắm anh chị ạ. Cái này là năm ngoái chụp vào vườn đây này. Cái bông hoa của nó sai sai chít chít là hoa luôn. Mà cái hoa màu vàng ươm. Cái họng của nó màu đỏ nhung rất là đẹp. Đấy, cái dòng này mắt đỏ nhung, họng nhỏ nhung này. Cái này các anh chị gọi cho em là mã vàng kim cương. Và cái hàng này hôm nay em cũng còn tầm 4-5 chậu thôi ạ. Em thanh lý cho anh chị này. Cả nhà nhìn xem ạ. Cái này thì chắc là anh chị về anh chị làm giống cho em nhé. Bởi vì đây ạ, có những cái cây nó rất là nhiều thân như thế này. Có thể là do quá trình vận chuyển hoặc là do mùa hè nó nóng á, có một hai cái ngọn nó hơi bị lỗi một tí xíu như thế này, nhưng mà chậu thì nó nhiều thân, nó cũng không ảnh hưởng gì đâu ạ. Hôm nay em xả cho anh chị này. Ba chậu này với giá là 120.000 đi. 120.000. Đây cái loại em bán 120 này. Còn hai cái chậu to hơn thì em cũng giảm giá, nhưng sẽ giảm giá để cho anh chị hai chậu to này với giá 150. Bởi vì giá ban đầu khi nhập về cái loại này em bán 180. Thì ba cái chậu này nhỏ hơn một tí em để 120. Còn có hai chậu này to hơn thì để 150 một chậu nhá. Đây là đen rô vàng kim cương. Cả nhà đọc đúng mã cho em nhá, để nhặt đúng cây nhá. Cái hàng này về anh chị chăm là Tết nào có bông hoa đẹp lắm ạ. Đen rô vàng mắt đen ạ. Một cái lô đen rô hôm nay để về thêm một lô mới toanh. Và cây của nó hôm nay có những chậu rất là to nhá anh chị nhá. Này có những chậu to em phải đợi xếp này. Những cái năm về trước thì em bán đen rô này thì nhà vườn người ta xuất theo thân, tức là mình cứ nhân thân lên cái số lượng thân bao nhiêu là nhân tính tiền như thế. Ví dụ những cái thân dài dài nó rơi tầm 300 đến 350 một thân. Đấy, hôm nay thì nhập theo chậu. Và bây giờ thì những loại này nó cũng rẻ hơn rồi. Thì anh chị hôm nay sưu tầm là mua được một chậu nó rất là rẻ mà lại nhiều thân đấy anh chị nhá. Cây này là cây chơi hoa Tết. Đấy, hoa thì sai từ gốc đến ngọn. Cái loại này đi thi trước đây, đi thi triển lãm hoa lan nhiều lần lắm ạ. Em ký hiệu đây là mã V1 này. Mã V1 thì nó là một cái cây lỗi. Chậu này nó sẽ là ba thân ấy, nhưng mà có một cái thân này vừa rồi là vẫn nó bị rơi, nó gãy luôn một đoạn này. Thì cái thân này thì về anh chị xử lý như này, em vẫn sẽ gửi đi cho anh chị. Và cây này thì nó sẽ lên ki, nó sẽ không lên hoa thân này nữa. Anh chị nhìn những cái mầm đang nhú lên chưa, nó sẽ lên ki. Và khi nào ki nó to như thế này, nó có rễ này, anh chị có thể lách ki ra và anh chị trồng. Đấy, nó sẽ được một cây mới. Cái thân này là làm từ rất là nhiều cây này. Và tất cả sản phẩm đen rồi đều là nhân ki là từ như thế ạ. Gồm hai thân còn lại, một thân thân ngọn, một thân đi ngọn. Và đang có mầm gốc. Để cho anh chị cụm này 130.000 này. Mã V2 này. Mã này gồm có 2, 4, 5 thân 180.000. 5 thân. Trong đó cả thân tắt ngọn và có mầm nữa, 180. Mã V3 cũng 180.000 này. Rất là đẹp luôn nha. Về trồng được chậu to, có thể tách làm hai chậu cũng được. Về mã đen rô vàng mắt đen. Mã V4 200. Cây này cao hơn, nhiều mầm. Cao hơn. Trời ơi, nhiều chưa? Đẹp chưa? 200k V4. Mã V5 này.
220.000 này. Mã này thì sum xuê rất là nhiều thân. Thôi cái này phải gần chục thân mầm gốc nữa. Cái này cả mầm gốc nữa. To mập. Cái thân thắt ngọn này nó to phải bằng ngón chân cái của em luôn, thân thủ ấy. 220 này. Mã V5. Mã V6 này, mã này 250, cây siêu to đùng. 250. Trời ơi. Giờ nó rẻ chứ. Cái này Tết năm ngoái vẫn bán 350 một chậu như thế này. Năm nay ở làn nó rẻ hơn nhiều, 250. Mã V7 220. Endo vàng mắt đen nhá, 220, cũng nhiều thân đẹp lắm. Và mã V8. Mã này thì gồm 3 thân thôi, nhưng mà hai thân kia rất là chất lượng, nó phải rơi tầm 80 sen rồi. Và cái thân này nó đang lên kỳ, cái bộ rễ của nó ấy. Cái thân này thì anh chị làm kỳ cho em. Đấy, chỗ này 250. Riêng hai thân kia đã đánh bật rồi, đẹp lắm. To dài. Trầm rồng đỏ chơi Tết anh chị ơi. Đây ạ, những cái chậu trầm rồng đỏ lần này thì em về cái lô nó rất là đẹp. Cả nhà nhìn cho em này, cây của nó đang đi ngọn rất là khỏe. Và hàng này hoa của nó nở vào dịp Tết và mùa xuân nhé. Mời anh chị cùng ngắm qua cho em tình trạng cây của lô trầm rồng đỏ lần này này. Thứ nhất là chậu trung bình nó rơi tầm 5 thân đến 6-7 thân. Nếu mà chậu nào nó nhiều thân thì em thấy là thân của nó sẽ có cả những thân ngắn ngắn kèm vào. Còn ví dụ như những chậu mà nó đều thân này, 5 thân thì nó sẽ đều thân như thế này. Đấy, đây cũng có những chậu 5 thân, cũng có cái thân mà nó cao vút như thế này luôn. Đấy. Và hôm nay thì em xem xin phép bán cho anh chị đồng giá nhé. Một chậu trầm rồng đỏ giá 130.000 thôi. 130.000 đồng một chậu. Và anh chị nào mua 3 chậu thì em sẽ miễn phí ship vận chuyển. 3 chậu trầm mới có 390.000. Và hàng này là hàng chơi Tết. Đấy, hoa thì rất là đẹp và rất là thơm. Cổ trầm cổ là một cái dòng hoa tím lậm. Và dòng này thân thủ nó có rẻ dài được đến 1,5m, 2m anh chị nhé. Cái dòng này trước đây nó vẫn là những cái dòng trầm mà nổi tiếng và giá trị cao. Và hôm nay thì em xin chia sẻ cho anh chị những cái chậu này. Thì anh chị trồng đến Tết năm nay là anh chị sẽ được chơi hoa. Và hiện tại thì em còn có duy nhất 5 chậu thôi. Và bây giờ em sẽ quay cho anh chị theo từng hình nhé. Mã này là mã trầm cổ số 1 này. Mã này thì mã này gồm có, hiện tại em đếm là rơi tầm 4 thân. Nó khá là đanh. Chỗ này để cho anh chị 90.000 thôi này. 90k chậu trầm cổ này, mã số 1T1. Mã T2 2467 thân. Chậu này 110.000 đồng. 110.000 đồng này. Nó cũng vừa vừa thôi nhá. Nó cao tầm gang rưỡi đến 2 gang, hơn 2 gang một chút. Bởi vì bây giờ nó cũng còn đang tiếp tục đi ngọn. Mã T3, chậu này cũng 2468 thân. Cậu này cũng 120.000 đều thân, 120. Ngày xưa cái này mua đất lắm anh chị ạ, giống đất lắm. Mã T4 100.000. Mã T4 cũng nhiều thân nhưng nó hơi thấp thấp một chút, 2468 thân. 100. Và mã T5 này là mã dài nhất này. Mã T5 là mã trầm cổ dài nhất. Mã này 150. Đây anh chị nhìn cho em này. Có những thân nó vút cao như thế này rồi. Ngày trước bán 350 một thân to cao như thế này đấy anh chị ạ. Đấy, mã này để trên 150 rồi. Đấy, tổng cộng là có vài chậu trầm cổ. Hôm nay tiếp tục lại chương trình dọn vườn thanh lý Denso anh chị nhá. Đây là những cái chậu phi 18 mà em nhập, bây giờ nó còn mấy cái chậu nó cuối đấy thì em sẽ thanh lý cho anh chị. Toàn hàng này toàn hàng Tết nhập về bán 150, 180 một chậu ấy. Loại này nhớ là 170, 180 một chậu. Sau đó thì bây giờ thanh lý này. Mà cũng có cái cả cái đơn mà nó biểu khách đặt, khách bị bom, khách bom hàng em về nó bị dập lá, bây giờ em thanh lý hết. Bán rẻ hơn cả giá nhập luôn. Mã này mã A1 này, đây là một cái kinh cây kinh 3. Cái kinh 3 này thì đây, cây vẫn rất là khỏe đẹp nha, mầm lên khỏe nhá. Có duy nhất một cái mầm này thì nó bị lỗi này, nhưng nó lại đẻ ra mầm mới rồi này. Đấy, chậu này đẻ cho anh chị 80.000 thôi, 80.000. Nói chung là chậu to và thuần than nhưng nó chỉ khác so với chậu phi 12 là nó to hơn. Mã A2, mã này 70.000. Con này là con bị khách bom đấy. Khách này là một cái khách rất là mất dạy luôn. Người ta bom cái đơn hàng của em, làm về nó dập hết lá này. Mã này em để 70.000 nhá. A2 này. Mã A3 là con này 101 nhá. Con này vẫn rất đẹp luôn. Con này nói thật với anh chị là em vẫn bán giá 150 được ấy. Con này đang lên mầm đẹp này. 110.000 đồng. Mã A3. Đây là kinh 3 nhá. Hoa nó một tím cánh xoắn. Mã A4 này thì em combo cho anh chị hai loại. Thứ nhất là cây rồng xanh. Cây rồng xanh cũng phi 18, em vừa nhổ bầu ra rồi. Tại vì cái này về anh chị vẫn phải trồng lại thôi, chứ để nguyên này là nó sẽ lên nó không được khỏe lắm đâu. Một cây rồng xanh rất là to. Và một chậu này cây móng rồng. Cây móng rồng thì nó hơi lèo tèo, thân nó bị rớt này thì nó đang lên mầm. Đấy, tính ra là 80.000 hai chậu nhá. Em vừa bán vừa tặng. Cái này thì đã gọi là xác định lỗ này, lỗ nhiều luôn đấy. Mã A5 70.000. Cây này cây pen soda xưa. Đây, pen xưa, cái này làm giống thôi, chậu phi 18. Nhập vào trăm mấy một chậu giờ bán 70. Tiếp theo đây là cây kiều mỡ gà. Kiều mỡ gà này em còn duy nhất một chậu. Còn duy nhất một chậu, chậu này thanh lý cho anh chị 70.000.
70k triệu kiều mỗi cài nhé. Hàng 150 hôm nay bán nửa giá. Cái này như là nó cái thân này nó hơi bị gập. Thân này hơi bị gập, thân to nó hơi gập này. Đấy, thế nên là phải cố định lên, cây nó vẫn phát triển bình thường luôn, không có sao cả. Thảo kèn tím hàng thuần nha anh chị ơi. Anh chị ngắm cho em những cái bảng này. Thứ nhất là cái bộ rễ của nó, đây là những cái hàng thuần rồi và cái bộ rễ của nó cực khỏe. Hôm nay thì em còn số lượng ít, em sẽ quay cho anh chị theo hình nha anh chị nhá. Đấy, quay theo hình. Toàn bộ hàng này là hàng bán 200.000 một bảng đấy ạ. Khi mà hàng mới về hôm nay thì có những bảng nó kém hơn hoặc nó ít thân hơn thì em sẽ giảm giá xả cho anh chị này. Mã này mã kèn số 1 này. Mã này thì nó 2 4 5 thân nhưng mà nó hơi ngắn thì em bán cho anh chị 80.000 này. Mã này là mã hoàng thảo kèn số 1 nhé. Cái kèn này hàng kể cả hàng Tết mua 90.000 một chậu, hàng hoa còn không được nhiều thân như thế này. Mã số 2 ạ. Mã số 2. Đây ạ, chậu này thì nhiều thân hơn một chút. Mã này em để cho anh chị với giá là 100.000. Mã số 3 hoàng thảo kèn. Thôi mã này cũng nhiều thân ghê. Đây có một cái thân này là do vừa rồi em do vận chuyển nó bị mất cái đầu ngọn này anh chị này. Bảng này 2 4 6 7 thân đấy ạ. Bảng này em bán cho anh chị với giá là 130 này, nhiều thân lắm anh chị ạ. Nó đang đi ngọn nhá. Mã số 4 hoàng thảo kèn siêu dài luôn. Siêu dài và rất là đẹp. Mã này để cho anh chị với giá là 2 4 6. Thân dài cực kỳ luôn ấy nhá. Mã này để cho anh chị với giá là 170.000 này. Mã số 5 hoàng thảo kèn này cũng rất là nhiều thân luôn. Cực kỳ là sum suê. 180.000 nhá. Thấy 200 này giảm giá 100. Và mã số 6 cũng 180. 2 4 6 7 thân, to dài 180. Đấy. Ít nhiều cũng đã được giảm rồi ạ. Cái kèn này hoa của nó sai bông lắm. Mà cái loại này thuần rồi thì em nghĩ là mọi người về trồng an tâm hơn. Và cái này thì bảo hành cho anh chị nhá. Hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Đã anh chị nào đã từng chơi cái dòng hạc vĩ của Đài Loan này chưa? Bông hoa của nó thì màu tím đậm và bông của nó rất là đẹp luôn. Là một trong những sản phẩm hạc vĩ phải nói là trước đây nó cực kỳ là chạy hàng và được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng. Đây cả nhà nhìn cho em này, tình trạng cây này. Chậu của nó thì rất là nhiều mầm nhiều thân nhá. Hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Rất là nhiều mầm, rất là nhiều thân tơ. Và toàn bộ đây là thân tơ hết. Bởi vì năm nào cũng vậy, khi mà ra hoa xong là bắt đầu nhà vườn người ta lại cắt đi những cái thân già. Và người ta lại bắt đầu người ta ươm lên những cái mầm tơ mới nhá. Và mầm bây giờ đã dài như thế này rồi. Và cuối năm nó còn dài hơn. Và hôm nay thì một chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố bên shop nhà em đang bán cho anh chị chỉ có giá là 170.000 thôi. 170.000 ạ. Em có một vài cây hoàng nhạn ạ. Cái này là dòng hoàng nhạn của Thái. Cây nó to lắm, toàn mười mấy cặp lá trở lên thôi, trên chục cặp lá. Nhưng mà về thì vận chuyển nó bị lỗi một tí thì em sẽ thanh lý nhá. Hàng này hơn 200. Hàng này thị trường mà bán cái dòng này phải rơi tầm 250 một cây. Đấy cái loại này em thanh lý này, cây là cây số 1 này. Cái này thì vận chuyển nó bị dập cái lá này. Cái này bị gập một tí thôi. Cây này mười mấy cặp lá luôn. Cái này em để cho anh chị với giá là 160.000 này. Mã số 1 hoàng nhạn tháng tự hoàng nhạn Thái này. Mã số 2 này, cây này đẹp như là không có lỗi. Cái này gần như không có lỗi đâu. Nếu mà so với cây số 1 thì cây này ít cặp lá hơn một chút nhưng vẫn trên 10 cặp lá. 180.000, mã số 2. Con này mã số 3 này. Con này dễ non nên đẹp chưa? Đây con này vận chuyển nó bị cái que nó chạm vào đây một tí thôi, mười mấy cặp lá đấy. Con này 170.000, mã số 3, con xếp V. Mã số 4 hoàng nhạn này. Đẹp nhỉ? Con này là không có lỗi tí nào này. Con này 200, con này trên 10 cặp lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cặp lá. Con này 200.000 thôi. Và con số 5, con này cũng đẹp, không lỗi gì này. Cũng 200, xếp cúp. Tổng cộng có 5 con hoàng nhạn nhá. Con nào lỗi nhiều thì giảm giá nhiều. Không lỗi thì giá vẫn... Không lỗi là cũng đã được giảm giá đó. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cho anh chị đến dòng Denzo nắng nha anh chị nhá. Denzo nắng nha em thì bây giờ nó rơi tầm gần 20 loại. Và trong tất cả những sản phẩm Denzo thì nhà em dùng đều là những sản phẩm chuẩn hoa, chuẩn màu và chuẩn mặt hoa như trên màn hình. Anh chị đặt hàng thì anh chị có những cái quyền ưu đãi như sau. Khi Denzo để anh chị mua từ 10 cây thì bên em sẽ tặng thêm cho anh chị một cây và miễn phí ship toàn quốc nhá. Còn ngoài ra thì nếu anh chị lấy số lượng ít hơn cũng được, bên em ship ít nhất từ 3 cây. Còn mua 10 cây thì vừa được ưu đãi miễn ship và vừa được tặng quà. Đấy và hôm nay thì em có những loại Denzo như sau, bây giờ em xin giới thiệu cho anh chị này. Đầu tiên là cây nắng 114 ạ. Cây nắng 114 là cái cây dòng Denzo mà hoa màu tím đậm và bông của nó rất là đẹp, cánh viền trắng nhá. Số lượng loại này còn có 5 chậu thôi. Nếu mà có duy nhất một chậu lùn này thì nó nhiều thân, còn những chậu cao thì nó sẽ có một thân dài và một cái mầm ngắn ở dưới. Và em bán là 60.000 đồng một chậu. Đây là nắng 114 ạ. Tiếp theo sang cây thỏ đỏ Kiên Giang ạ. Đây.
Thỏ đỏ lâu lắm rồi cũng mới về một cái lô thỏ đỏ mà thân mập như thế này ạ. Số lượng cũng còn ít thôi anh chị ơi. Những cái cây lùn thì thường em thấy là nó nhiều thân hơn, còn những cây cao cao nó ít thân hơn đấy ạ. Nhưng cây thì rất là khỏe, rất là đẹp. Thỏ đỏ Kiên Giang, cây bay cánh đẹp, 60.000. Tiếp theo là kinh năm. Kinh năm là cái dòng dendro mà hoa tím cánh xoắn và cái lưỡi của nó là màu trắng. Cái dòng kinh năm là năm ngoái, là cái dòng này dòng mới đấy anh chị này. Cây thì năm ngoái nó bé lắm mà giá cũng như vậy luôn nhá. Năm nay cây nó to chưa? Đấy, lô tầm này cây to mà giá cũng 60.000 thôi. Đấy, kinh năm 60k một chậu. Tiếp theo đó chính là CY. Nếu mà anh chị nào yêu thích mà dòng hoa màu thơm ấy, mà hoa thơm thì em xin giới thiệu anh chị đến cái cây CY này. Hoa của nó là màu trắng tinh và hoa của nó, chùm của nó rất là dài, rất là đẹp đấy. Chưa bao giờ về một lô CY mà cây nó cao to mập như thế này anh chị ơi. Đấy, còn có 5 chậu thôi anh chị ạ. Số lượng không có nhiều đâu. Cái CY hoa trắng này 60.000 đồng một chậu. Tất cả hàng này bọn em đã ghi tên cho anh chị vào chậu rồi nhé anh chị nhé. Đây đã ghi tên cho anh chị hết vào đây rồi. Và khi anh chị nhận hàng thì anh chị có thể kiểm tra số lượng cũng như là tên cây. Tiếp đến là vàng lưỡi đỏ. Cái vàng lưỡi đỏ thì cây của nó cũng khá là nhiều thân mọi người nhé. Cây vàng lưỡi đỏ là hoa của nó màu vàng đậm và cái lưỡi của nó màu đỏ đậm ạ. Cái cây vàng lưỡi đỏ. Đây em cho anh chị xem thử một cây vàng lưỡi đỏ này. Nó cũng lùm lùm nhiều thân như thế này. Đấy, vàng lưỡi đỏ đây. Dòng này thì em bán chạy nó cũng không còn gì để bàn cãi về cái dòng vàng lưỡi đỏ này rồi. 60k một chậu. Móng rồng vàng. Dòng này cũng là dòng hoa thơm và hoa của nó rất là siêu bông. Đây cây móng rồng thì nó cũng nhiều thân nha anh chị nhé. Cũng nhiều thân nhé chứ không phải là ít thân đâu. Nhiều thân, khá là đẹp. Móng rồng vàng 60.000 đồng một chậu. Kinh hổ mang thì cây quá là mập mạp luôn. Đấy, kinh hổ mang đây cả nhà ơi. Cây cao to mập khỏe, cây đã phải rơi tầm khoảng 70-80 cm nữa anh chị ạ. Đấy, tầm 70 cm. Cái kinh hổ mang này hoa tím xoắn đẹp 60.000. Bò blue. À đây là bò tím ạ, bò tím. Bò tím thì hoa của nó là màu tím cánh xoắn rất là đẹp. Cây to mập khỏe, bò tím. Lô lần này chất lượng đấy ạ, 60k một chậu bò tím ạ. Bò blue. Bò blue cũng là cái dòng thuộc dòng bò và hoa cũng xoắn. Cây bò blue cũng cao to, rất là đẹp luôn. Hai cái dòng bò này, hai cái dòng bò em bán chạy hàng nhất. Đấy, 60k một chậu bò blue. Đồng tiền đỏ em còn hai chậu duy nhất thôi ạ. Bụi nhiều thân chưa? Đáng ra là cái loại này nhiều tiền hơn ấy. Đấy, nhà em thì nó thật là kể cả những cái cây mà to hơn em vẫn bán ở đồng giá 60, bởi vì em bán theo màu hoa. Chứ còn ví dụ như những cái nơi mà người ta bán không bán theo màu hoa mà người ta bán theo chậu, với số lượng cây như này là người ta sẽ bán hơn. Còn những cây nhỏ này người ta sẽ tính rẻ hơn. Đấy. Nhưng mà cái này bán theo màu hoa, còn cái cây ba tiếp theo là cây ba xanh ba hồng này. Nó cũng là cây dòng đột biến, ba cánh xanh xen lẫn ba cánh hồng. Loại này thì lâu lắm rồi mới có giống ấy nha anh chị nhá. Rất là lâu rồi, phải đấy hơn năm nay em mới có giống. Cây này nó cao chưa đến một găng tay đâu nhưng bụi nó lùm. Còn có ba chậu ba xanh ba hồng, 60.000. Gip Bygone này, dòng này hoa cũng đẹp. Loại này cũng còn 3 chậu rồi, cây này cũng thuộc dòng lùn lùn nhưng mà cây này đã ra hoa rồi nha anh chị nhá. Cây này là kiểu cây nó như vậy. Kiểu cây như vậy đã ra hoa rồi, 60.000. Pensoda cam, dòng này thì lá mít đẹp, cũng còn 3 cây thôi anh chị ơi, pen cam này. Còn 3 cây pen cam. Nói chung là hàng chất lượng, cây pen cam thì cao hơn cam một chút, lá mít đẹp. 60k một chậu. Ba vàng ba đỏ, vừa rồi là ba xanh ba hồng, còn đây là ba vàng ba đỏ nha anh chị nhá. Riêng cây ba vàng ba đỏ thì chiều cao nó cũng rơi tầm gầm gang, tầm gang hơn gang một chút xíu. Nó là dòng hoa đột biến và hai loại này thì là hai loại rất là đáng chạy hàng. Đấy, 60k một chậu ba vàng ba đỏ. Soda xưa là cái dòng hàng hoa thơm và dòng quốc dân đây. À, đây tình trạng cây ạ, cây này cao thì nó ít thân, nhưng những cái cây thấp thấp này lùm rất là nhiều thân nha. Loại pen này là em nhập cao hơn so với những loại dendro thường khác 10.000, nên là em xin phép bán 70.000 một cây nhá anh chị ạ. Còn 2, 4, 5, 6 cây thôi. Đấy, Pensoda xưa. Dòng này lần nào về cũng cháy hàng rất là nhanh ạ. À, Denzo 5 cánh trắng quốc dân vừa cập bến các anh chị ạ. À, lâu lâu rồi nha em mới về cái dòng 5 cánh trắng quốc dân này. Bởi vì thường ấy thì em sẽ lựa những vườn nào, cái vườn mà người ta xuất cái hàng bụi to. Còn riêng quốc dân cái bụi nhỏ thì nó là 60.000 một chậu, nhưng chậu nó chỉ có 2 thân thôi. Còn loại này nó rơi tầm khoảng 5, 6, 7, 8 thân. Nhưng mà giá này rất là rẻ nha anh chị nhá. Hôm nay thì em lên cho anh chị một bụi quốc dân hàng khủng ạ. Cực kỳ là nhiều thân như này. Số lượng có giới hạn thôi anh chị ạ. Đây anh chị ơi, nói chung là quốc dân nhà em lần nào về cũng được rất là nhiều anh chị yêu thích. Hoa của nó màu trắng lưỡi tím mà hoa rất là thơm. Hôm nay thì em chia sẻ anh chị là 120.000 đồng một bụi. 120 nhá, 120 một bụi quốc dân. Cây to đẹp, hàng chọn nha anh chị nhá. Hàng chọn đấy ạ. Này bụi to chưa? Trời ơi, dã man. Tiếp đến là bà liễu xưa. Bà liễu xưa thì em còn một chậu thôi này. Bà liễu xưa còn một chậu 60.000 này. Còn đây là bà liễu lá tre, đây bông hoa của nó mới nở ra bông bói bói nha anh chị nhá, cũng là hoa trắng lưỡi tím và loại này thì hoa cũng thơm. Còn 4 chậu bà liễu lá tre 60.000 một chậu, bà liễu lá tre này, lá tre.
Còn một chậu Uragwan 60.000 này, Uragwan cánh xoắn này. Tiếp theo là còn một chậu cái gì đây? Vàng mai, vàng mai bán 50.000 thôi. Còn một chậu vàng mai bán 50 này. Còn một chậu nắng 4N cũng bán 50 này, đang lên mầm cũng 50 này. Những cái cây lẻ lẻ này em sẽ giảm giá. Còn một cây banana cũng bán 50.000 này, banana. Còn một cây cánh chuồn cũng bán 50.000. Còn một cây vàng chanh này cũng bán 50 này. Cây vàng tia này rất là to mập nhá, nhưng mà nó bị gãy một tí cái lá. Cũng bán 40, cây vàng tia này bán 40, rõ ràng cây cao. Và bên đây là đa răng xưa. Đa răng xưa là cái dòng hoa của nó rất là đẹp. Em không biết là, em cứ tưởng là đa răng nhà em hết hàng rồi, hóa ra là vẫn còn. Còn mấy chậu cuối nhưng mà cây của nó toàn nhiều thân thôi. Cây này hôm trước nhặt cho khách để riêng ra nên là còn dư. Em bán 60.000 một cây. Đấy. Những cái sản phẩm đen dâu vừa rồi em báo giá anh chị là mua 10 cốc, em sẽ tặng thêm một cốc và miễn phí ship nha anh chị nhá. Và nhà em thì đang trên đường về thêm những dòng đen rô mới, và nhà em thì liên tục cập nhật cho anh chị những cái sản phẩm đen rô mặt hoa đẹp và giá thành rất là hợp lý phải chăng. À, lan cát đại thì hôm nay em có cái màu này là cái màu vàng, vàng nó tên là vàng Juliet nhá mọi người nhá. Vàng Juliet bụi nhiều thân. Đấy các anh chị ơi. Cái hàng này là cái lô mà chậu phi 16 cây to nhiều thân. Hôm nay em xả cho anh chị là 150.000 một cây chậu. Ba chậu em miễn ship. Cái vàng Juliet này cái thời điểm đầu tiên em bán là dư tầm 200. Lô này còn dư cho 4 chậu, em thanh lý 150 nhá. Ba chậu 450 miễn ship. Và đây là hàng size bộ to phi 16, không phải có loại phi 12, phi 10 nhỏ bình thường đâu ạ. Và trước mặt mọi người đây là một lô 5 cành trắng họng hồng. Đây cái lô này nhà em mới về thêm nha anh chị nhé. Và hôm nay thì em có treo lên thì anh chị nhìn này. Cái độ phủ sóng của cái dòng 5 cành trắng họng hồng này nó quá đẹp. Thân dài, nhiều thân. Và ngọn của nó đang đi rất là mơn mởn luôn ạ. Cái họng hồng này thì nó có một điều đặc biệt là nó nở vào dịp Tết nên là rất là nhiều anh chị yêu thích. Trước đây thì cái họng hồng nó là một trong những dòng 5 cành trắng đời đầu tiên, hàng Umki của Đài Loan và giá trị cũng khá là đắt đỏ. Và ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho anh chị một giò họng hồng và giá cực kỳ là bình dân nhá. Hoa Tết, hoa thơm và 5 cành trắng bông rất là đẹp, sai hoa. 120.000 đồng một giò thôi. Trung bình ra tầm khoảng 5 đến 6 7 ngọn. Đấy, 5 ngọn thì nó dài, 6 7 8 ngọn thì nó ngắn hơn một chút. Nhưng mà so tổng thể những cái lô mà em lấy thì lô này gọi là cũng tương đối cao rồi ạ. 120 thôi. Và hôm nay anh chị làm mua 3 chậu thì em sẽ miễn phí ship nhá. 3 chậu 5 cành trắng họng hồng em miễn ship nhá. Cây đẹp lắm anh chị ạ. 3 chậu có 360 là anh chị có một cái rể 5 cành trắng họng hồng hoa Tết thì phải nói là đẹp tuyệt vời rồi ạ. Cái này người ta hay làm tác phẩm lắm ạ. Long Tu Xuân cả nhà ơi, lâu lắm rồi nhà em mới về Long Tu Xuân ạ. Và nói thật với các anh chị là phải nói là nửa năm nay rồi. Cái Long Tu thì bây giờ hàng rừng thì nó rất là xấu. Đặc biệt là cái mùa hè này là cái mùa mà nó quá xấu luôn. Bởi vì cái mầm của nó lên nhá, nó hay bị thối lắm. Đấy là cái hàng rừng khi mà mình khai thác hàng rừng về. Thân già thì nhiều, thân tơ thì ít. Nhưng hôm nay thì em lượm được một cái nhà vườn này, người ta ghép những cái bảng long tu nó rất là mướt ma. Mướt mát này, anh chị nhìn này. Rất là mướt, rất là đẹp luôn anh chị ơi. Đấy, bảng cực kỳ là đẹp luôn nhá. Long tu xuân nhá anh chị nhá. Nhập hàng ký thì bây giờ rơi tầm 250 một cân. Mà anh chị bảo một cái bảng này ghép lên này, mầm tơ đẹp như này thì bao nhiêu cho vừa đúng không ạ? Hôm nay thì em về có số lượng ít nên là em sẽ để cho anh chị cái giá ưu đãi. Một cái bảng long tu ngày hôm nay để cho anh chị 150.000 một bảng thôi. 150.000 nhá. Anh chị không nghe nhầm nữa, cái hàng này phải khoảng 180, 200. Đấy hàng Tết. Nhưng hôm nay bán cho anh chị 150. Đấy giá cho anh chị quá là yêu thương luôn. 150.000 một bảng thôi. Long tu xuân nhá. Rất là đẹp, chơi hoa xuân hoa Tết. Em có tầm chục bảng thôi ạ, không có nhiều. Long tu này hoa sai bông lắm ạ, mà dòng thân thòng này dễ trồng. Sơn thủy tiên hàng thuần đấy ạ. Cả nhà ơi, những chậu sơn thủy tiên thuần sẵn này. Đấy, anh chị nhìn này, mầm nó đang lên phát triển cũng rất là khỏe khoắn và đẹp đẽ luôn. Đấy, những chậu sơn thủy tiên đây. Hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị những cái chậu bé này nhá. Những chậu bé này thì em để cho anh chị là 150.000 một chậu thôi, những chậu bé. Còn những chậu nhỉnh hơn nó rơi tầm khoảng 170 đến hơn 200. Đấy, những chậu vừa vừa này là 150 này. Đấy, em xả ra anh chị 150 một chậu nhé. Đây những cái chậu nhỉnh hơn là 170 này, hoặc những chậu to hơn là 200. Đây là sơn thủy tiên thuần rồi nhá, thuần rồi. Hàng rừng nên là không tránh khỏi cái việc mà nó cũng có những cái thân giả trong cái lô này. Đấy nhưng mà cây thuần như này nó rất là đẹp. Vừa rồi là đai châu Thái, còn bây giờ em lên cho anh chị những con đai châu rừng ạ. Đai châu rừng. Và hoa của nó sẽ là màu trắng tím và hoa rất là thơm, nở hoa vào đúng dịp Tết cơ. Hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị một cái lô châu rừng
hàng mới về đẹp, và sẽ chia cho anh chị theo từng mã hình. Và cái mã hình này thì anh chị thích hình nào anh chị đọc đúng mã cho em nhé. Quay như này thì để anh chị xem là tình trạng cây từng cây của mình nhận nó như thế nào. Cây nào lỗi thì sẽ giảm giá, cây nào đẹp thì giá rất ok, rất là hợp lý tiền ạ. Mã đầu tiên thì em lên cho anh chị một lô trâu giống. Thực ra lô trâu giống thì có duy nhất một lô trâu giống thôi, lâu lắm rồi không có trâu giống nữa. Cái lộ mã này gồm có một cây này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, cây đệm to này, 6 này, 7 này, 8 này, cây đệm lớn này, 9 này, 10 cây nhá. 10 cây trâu giống này với giá là 250.000 cả nhà ơi. 250.000 cả một lô này nhá. Mã này mã T1 cả nhà ơi, cái lô này tính ra có 25.000 một cây trâu rừng. Mã T2 nhá, một con to. Con này chỉ có lỗi một tí lá là nó bị gãy một tí ở đây thôi. Tức là nó bị gãy một tí lá, nhưng mà cây này xếp đẹp lắm anh chị ơi, cây to. Thực ra là nếu mà nhìn kỹ thì mình mới phát hiện ra, chứ mình bình thường là nhìn thế này chẳng có ai để ý cả. Cây rất là đẹp. Chậu này 130.000 nhá. Cây này Tết ra hoa là chắc chắn rồi. Mã T3 80.000 à? 80.000, một con trâu cũng to đẹp này, không lỗi nhỉ. Mã T3 này. Mã T4 nhá, một con trâu to đùng luôn, nhiều cặp lá, 2 4 6 cặp lá. Con này thì nó bị cháy một tí lá ở đây thôi. Còn đâu là tổng quan là nó một con trâu to và rất là dài. Trâu này 160 này, con này to là 160 này. To lắm anh chị ơi. Trâu riêng kể cả trâu rừng như thế này là nó rất là ok đấy. Nó không bị lỗi lá mấy là ok lắm rồi. T4 này. Mã T5 này, một con trâu này. 90.000. Rẻ nhỉ. Anh chị nào muốn ghép giò to thì gộp cho em mấy cây vào. Đấy. Cho nó bỏ một lần ghép. Mã T5. Mã T6 này, một con trâu. Con này bị rớt lá chân nhá, 80.000. Lá xếp đẹp nhưng mà rớt mỗi lá chân thôi. T6 này. Mã T7 một con này siêu vĩ đại luôn. Con này thì đáng ra con này phải hơn tiền. Con này phải, nếu mà cây của nó không bị lỗi nhá, lỗi lá nhá, con này phải hơn 300 là cái chắc. Bị lỗi lá này anh chị ơi, nó bị lỗi này. Cái này em nghĩ là không phải bệnh đâu mà nó bị cũng chẳng biết nói thế nào, nhưng em nghĩ nó không bị bệnh. Cái này anh chị cứ để xong rồi anh chị điều trị thuốc đi, cho nó lành lại. Con này to, đang đẻ ra một con này to lắm. 2 4 6 7 cặp lá. Mà lá lại bản lá to, còn lá xếp V kiểu như xếp ngắn đẹp, 170.000 nhá. Con này bán 170 này. To tướng cách mạng luôn, mã T7. Tiếp theo là mã T8. T8 thì con này thực ra nó hơi bị vàng cái lá ở chân này này. Con T8 nó hơi bị vàng cái chỗ đoạn này. Còn em nghĩ là nó về anh chị có thể cứu lại được nó. Con này thì siêu to, lỗi một tí lá ở đây. Con này to này. 130.000 thôi. Con T8 nó nặng phết, con này là bán lỗ rồi. Mã T9 này, 210.000 đồng. 1 này, 2 con trâu này, 3 con trâu này, 210.000 đồng này. Mã T10 này, con này cũng 210 nhưng mà lô này thì cây nó sẽ nhỏ hơn. 1 con nhỏ này, 2 con này, cũng 210.000 đồng nhá. 3 này, đấy, ghép được một trụ trâu đẹp rồi. 4, riêng trâu lá dài nhá, nụ hoa cực kỳ là dài, vòi hoa cực kỳ là dài. Và cuối cùng là mã T11 này, 160.000. Con này 3 con cũng to nhưng mà nó bị lỗi lá nhá. 1 này, lỗi lá. 2 này, con này to chưa. 3, 3 con này 160. Đấy, hôm nay em có những cái mã trâu rừng như sau. Đấy, anh chị sẽ chốt mã nào mà anh chị đọc đúng mã cho em nhé.